Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Vũ Huy Hoàng do đã có những vi phạm về công tác cán bộ khi giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công Thương nhiệm kỳ này và Ban Bí thư Trung ương Đảng đã thi hành kỷ luật. Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ cũng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với bà Hồ Thị Kim Thoa, Thứ trưởng Bộ Công Thương Ông Hoàng được xác định là thiếu gương mẫu có biểu hiện vụ lợi trong việc tiếp nhận bổ nhiệm con trai là Vũ Quang Hải làm kiểm soát viên tổng công ty thuốc lá Việt Nam, điều động ông Vũ Quang Hải tham gia hội đồng quản trị công ty bia, rượu, nước giải khát Sài Gòn để bầu làm thành viên hội đồng quản trị, phó tổng giám đốc Sabeco, cùng một số vấn đề trong tổ chức cán bộ và khen thưởng cán bộ trong thời kỳ đương nhiệm. đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã làm việc với lãnh đạo Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, đơn vị từng gây chú ý với việc bổ nhiệm vụ phó vụ kinh tế 26 tuổi để triển khai quyết định kiểm tra tài chính tại cơ quan này. Trước đó vào cuối năm 2016, Ủy ban Kiểm tra Trung ương triển khai quyết định kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm trong công tác đề bạt bổ nhiệm cán bộ đối với ông Nguyễn Quốc Việt, phó Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ và ông Nguyễn Phong Quang, nguyên phó Ban thường trực. Việc kiểm tra này liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, trong đó có việc tiếp nhận bổ nhiệm vụ phó vụ kinh tế Vũ Minh Hoàng, 26 tuổi. Thời gian kiểm tra theo quyết định là một tháng và đoàn làm việc chưa thông báo kết quả. Cha con ông Trần Quý Thanh bị buộc trả lại 5.190 tỷ đồng. Thưa quý thính giả, sáng nay ngày 24 tháng 1, bị cáo Phạm Công Danh và thuộc cấp gây thất thoát 9.000 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam chính thức bị tuyên án tại cấp phúc thẩm. Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo về trách nhiệm hình sự của 25 bị cáo, 27 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án. Theo đó, bị cáo Phạm Công Danh, nguyên chủ tịch Ngân hàng Xây dựng Việt Nam bị tuyên y án 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và 18 năm tù vì tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hợp hình phạt là 30 năm tù do mức án tù có thời hạn tối đa theo quy định chỉ 30 năm. Các bị cáo từng là lãnh đạo của Ngân hàng Xây dựng Việt Nam như Phan Thành Mai, nguyên tổng giám đốc bị tuyên y án 22 năm tù, Mai Hữu Khương, nguyên giám đốc Ngân hàng Xây dựng Việt Nam chi nhánh Sài Gòn 20 năm tù và Hoàng Đình Quyết, nguyên phó giám đốc Ngân hàng Xây dựng chi nhánh Lam Giang 19 năm tù cùng hai tội danh nói trên. Các bị cáo còn lại bị tuyên y án sơ thẩm. Hội đồng xét xử tuyên tập đoàn Thiên Thanh và Phạm Công Danh phải khắc phục toàn bộ hậu quả của vụ án. Các bị cáo còn lại xét thấy chỉ là những người làm công ăn lương, không hưởng lợi nên không phải liên đới bồi thường nhưng phải chịu trách nhiệm hình sự. Riêng phần lãi của số tiền liên quan đến vụ án, ông Danh cùng Idico phải trả 220 tỷ cho ngân hàng xây dựng sau khi mua lại ngân hàng xây dựng Việt Nam giá không đồng, ngân hàng nhà nước đã đổi tên thành ngân hàng xây dựng. Về các khoản vay sai quy định, tập đoàn Thiên Thanh và Phạm Công Danh phải nộp lại 3.200 tỷ đồng cho ngân hàng xây dựng cùng toàn bộ tiền lãi phát sinh. Hội đồng xét xử cũng buộc Trần Ngọc Bích, phó giám đốc công ty Tân Hiệp Phát và các cá nhân liên quan trả lại số tiền 5.190 tỷ đồng cho ngân hàng xây dựng vì đó là tang vật của vụ án. Việc chuyển 5.190 tỷ đồng từ tài khoản bà Bích nhưng không có chữ ký chủ tài khoản sẽ được tách ra thành một vụ án khác. 124 sổ tiết kiệm của nhóm bà Bích với tổng tiền gửi là 5.881 tỷ được giải tỏa kê biên giao cho ngân hàng xây dựng. 6 sổ tiết kiệm liên quan đến khoản vay 300 tỷ không hồ sơ vay được trả lại cho nhóm bà Trang, ông Phục và bà Dung mối quan hệ giữa ông Danh, bà Bích và ông Trần Quý Thanh, tổng giám đốc công ty Tân Hiệp Phát sẽ được xem xét nếu có yêu cầu. Việc viện kiểm sát đề nghị xem xét trách nhiệm hình sự với ông Thanh, bà Bích thu hồi hàng trăm tỷ đồng tiền lãi và truy thu tiền thuế, hội đồng xét xử sẽ kiến nghị cơ quan chức năng xem xét ở giai đoạn 2 của vụ án. Số tiền hơn 620.000 đô la Mỹ, nhẫn và đồng hồ của Phạm Công Danh được xác nhận không phải là tăng vật của vụ án nhưng vẫn bị kê biên để đảm bảo thi hành án. Bà Hứa Thị Phấn buộc phải nộp lại hơn 940 tỷ đồng vì đó là tăng vật của vụ án. Nữ đại gia phản pháo gay gắt Hoa hậu Quý Bà. Sau một ngày xét xử và nghị án chiều 23 tháng 1, tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã bác đơn kháng cáo tuyên y án 15 năm tù đối với Trương Thị Tuyết Nga, sinh năm 1961, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng Vũ Lan, Hoa hậu Quý Bà vào năm 2009 về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời tòa chấp nhận toàn bộ kháng cáo của bị hại Dương Mỹ Linh, ngụ quận 3, tuyên buộc bị cáo Nga phải bồi thường cho bà Linh số tiền 40,7 tỷ đồng, cao hơn số tiền mà tòa sơ thẩm đã tuyên trước đó. Tại phiên tòa bị cáo Nga cho rằng mình bị oan, đồng thời chỉ nhận của bà Linh 1,5 triệu đô la Mỹ chứ không phải 3,1 triệu đô la Mỹ như cáo buộc. Đáp lại bà Dương Mỹ Linh đã phản pháo gay gắt với hoa hậu quý bà, bà Linh cho rằng không phải bà Nga muốn nói gì thì nói, toàn bộ số tiền 3,1 triệu đô la Mỹ mà bà Nga nhận đều có chữ ký, có người chứng kiến và cùng nhận tiền nữ đại gia gay gắt, nếu bà nói mình bị oan, không phải do mình ký thì tại sao bà không chịu giám định chữ ký? Khi phát hiện Nga lừa mình, tôi đã dừng hợp đồng yêu cầu trả lại 3,1 triệu đô la Mỹ, nhưng Nga né tránh nên tôi làm đơn tố tô cáo. Tôi không có bịa ra số tiền mà bà Nga đã nhận, ở đây đều có chứng cứ. Luật sư của bị cáo Nga cho rằng bà Linh là cò bất động sản, môi giới cho đối tác nước ngoài để hưởng hoa hồng và cho biết sẽ nộp cho tòa biên nhận bà Linh nhận của công ty nước ngoài 1,5 triệu đô la Mỹ với lập luận này của luật sư bà dương mỹ linh khẳng định đây là lời lẽ bịa đặt xuyên tạc và vu khống bà linh cho biết bà không biết bị cáo nga khi có ý định kinh doanh bất động sản phát triển kinh doanh nên nhờ người bạn giới thiệu mối làm ăn bạn bà Linh đã dắt mối cho bà Linh gặp bị cáo Nga để giới thiệu bán dự án. Sau đó bà Linh được dẫn tới bệnh viện Vũng Anh gặp Nga và Nga dẫn bà Linh đi xem đất. Sau khi khảo giá, bà Linh nói muốn mua dự án của bà Nga và đồng ý mua đất với giá 1.800 đô la Mỹ một mét. Kiểm soát viên giữ quyền công tố đề nghị tòa bác toàn bộ kháng cáo của bị cáo Nga vì bản án sơ thẩm đã tuyên không oan sai. Bằng chứng là văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã trả lời không đồng ý cho Nga làm dự án, nhưng Nga vẫn che giấu thông tin và nhận tiền cọc là vi phạm pháp luật bị cáo đã gian dối ngay từ đầu để sang nhượng dự án, đủ căn cứ kết luận bị cáo phạm tội lừa đảo là có căn cứ, đúng pháp luật và không oan. Vào tháng 10 năm 2007, Nga thuê người thiết kế dự án khu trung cư cao cấp tháp văn phòng Blue Sky Tower tại khu đất 35.000 m2 thuộc phường Bình Khánh, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh để xin cấp phép. Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản trả lời không chấp nhận vì khu đất này đã được quy hoạch Tuy nhiên, Nga vẫn cho người mang bản thiết kế đi quảng cáo để bán dự án. Bà Dương Mỹ Linh đã đồng ý mua với giá 1.800 đô la Mỹ một mét, với tổng giá trị 54 triệu đô la Mỹ, bà Linh nhiều lần chuyển cho Nga tổng số tiền 3,1 triệu đô la Mỹ. Thấy Nga có dấu hiệu lừa đảo nên bà Linh đã âm thầm tìm hiểu và biết mình bị lừa, bà yêu cầu trả tiền nhưng Nga không chịu nên bà tố cáo. Quá trình điều tra Nga đã chủ động khắc phục 26,8 tỷ đồng nên phải khắc phục thêm 31 tỷ đồng. Tuy nhiên bà Linh kháng cáo yêu cầu số tiền còn lại Nga phải khắc phục là 40,7 tỷ đồng và được chấp nhận. Cảnh báo tội phạm núp bóng nghề dịch vụ để gây án. Thưa quý vị và các bạn, mới đây nhất hồi trung tuần tháng 12 vừa qua, Công an quận Nam Từ Liêm Hà Nội đã phát hiện bắt giữ gã siêu trộm Mai Xuân Hải, 28 tuổi, hộ khẩu thường trú tại Hà Trung, Thanh Hóa. Hiện đang thuê trọ tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, núp bóng thợ lắp đặt mảnh rèm và dàn phơi thông minh, gã đã liên tiếp gây ra 14 vụ trộm cắp tài sản tại các căn hộ chung cư cao tầng với số tiền lên tới ngót nghét 2 tỷ đồng. Chỉ tính từ tháng 7 năm 2016 đến thời điểm bị bắt giữ, 13 hộ gia đình sống tại các chung cư cao cấp tại khu đô thị Sudico, The Garden, Mỹ Đình Sông Đà thuộc phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm đã liên tục bị hải đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản. Tại thời điểm bắt giữ, cơ quan công an đã thu giữ trong người Hải một chiếc điện thoại Samsung Galaxy A7, 7 số tiết kiệm có số dư tài khoản là 750 triệu đồng và 22 triệu đồng tiền mặt, 9 máy tính sách tay, 8 điện thoại di động các loại, 4 đồng hồ đeo tay cùng nhiều giấy tờ liên quan đến các vụ trộm cắp tài sản nói trên. Tại cơ quan điều tra, qua đấu tranh, Hải khai nhận do trước đây chuyên làm nghề lắp đặt rèm cửa và dàn phơi thông minh tại khu đô thị Sudico Mỹ Đình, Sông Đà nên phát hiện cửa sổ các căn hộ trong khu đô thị chỉ được bắt ốc vít sơ sài. Do đó lợi dụng ban ngày, các khu đô thị không có người ở nhà, Hải đã dùng tuốc nơ vít, tháo ốc vít, phá khung đột nhập vào trong nhà để trộm cắp. Sau khi lấy được tài sản, Hải lắp lại cửa như ban đầu rồi tẩu thoát. Đáng chú ý trong số 14 vụ trộm này, gia đình chị Nguyễn Thanh Tê ở tòa CT1 khu đô thị Mỹ Đình Sông Đà đã bị Hải đột nhập đến 2 lần. Lần đầu tiên là vào ngày 17 tháng 7 năm 2016. Hải lấy trộm được một máy tính nhãn hiệu Dell rồi mang lên phố Thái Hà bán được 5 triệu đồng. Thấy quá ngon ăn, tiếp đó ngày 20 tháng 8 năm 2016, Hải lại mò vào nhà chị T một lần nữa, lấy trộm được 20 triệu đồng tiền mặt và một máy ảnh Canon 550D có tổng giá trị khoảng 50 triệu đồng. Hải cũng thừa nhận, sau hai lần đột nhập vào nhà chị T thấy quá dễ dàng, số tài sản trộm cắp được lại lớn nên Hải nảy sinh ý định tiếp tục trộm cắp, lấy tiền gửi tiết kiệm ở ngân hàng để tích cóp đưa về quê xây nhà. Gần 2 tháng sau lần đột nhập vào nhà chị T, Hải quay trở lại khu đô thị này liên tiếp trộm cắp tài sản của các hộ dân khác. Cũng với thủ đoạn trên, cứ cách từ 3 đến 6 ngày, Hải lại đột nhập một lần. Trong số này, phi vụ Hải vớ bởi nhất chính là vụ đột nhập nhà anh Nguyễn Văn G, lấy được 100 triệu đồng tiền mặt ở ngăn kéo bàn làm việc, cùng một chiếc vali có hai kiềng vàng, hai lóc vàng và 6 chiếc nhẫn vàng. Chỉ với 3 ngày trước khi bị bắt, Hải đột nhập vào nhà một người Hàn Quốc, lấy được một chiếc máy tính sách tay nhãn hiệu LG và 2.800 đô la Mỹ. Đây cũng là số tiền cuối cùng mà Hải gom góp để gửi vào quyển sổ tiết kiệm có giá trị lớn nhất được lập vào ngày 29 tháng 11 năm 2016 với giá trị 200 triệu đồng. Trước đó cứ khoảng một tuần sau khi trộm cắp thành công, gom được số tiền lớn, Hải lại mang tới ngân hàng gửi tiết kiệm. Tuy nhiên, vụ án gây chấn động nhất trong dư luận thời gian gần đây chính là vụ gã nhân viên kỹ thuật trồng cỏ nhân tạo Châu Minh Nhân, 20 tuổi, quê Vĩnh Long, tạm trú ở quận 9, thành phố Hồ Chí Minh, đã ra tay sát hại dã man bà Phạm Thúy Nga và cháu Bùi Phạm Đức Toàn là vợ và con trai ông Bùi Xuân Thường, trưởng ban dân vận huyện ủy Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, xảy ra vào ngày 24 tháng 10 năm 2016. Trong đó, nguyên nhân gây án được chính gã sát nhân này khai nhận là do bị chủ nhà phát hiện, bắt quả tang khi gã đang trộm cắp tài sản. Tại cơ quan công an, nhân khai hắn là nhân viên kỹ thuật trồng cỏ nhân tạo của một công ty có trụ sở tại quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Trước ngày gây án khoảng một tuần, nhân được công ty cử đến trồng cỏ cho sân bóng của gia đình ông Thường. Đến khi hoàn thiện, ngày 23 tháng 10 năm 2016, trước khi trở về công ty, nhân còn được vợ chồng ông Thường cảm ơn và mời ở lại ăn cơm cùng. Thế nhân không có phương tiện, vợ chồng ông Thường còn sẵn lòng cho nhân mượn chiếc xe máy của vợ để hắn đi về. Tuy nhiên, lòng tốt của gia chủ đã bị gã sát nhân đốn mặt này trà đạp. Hắn không những không mang ơn gia đình ông mà trong đầu hắn lại còn toan tính một âm mưu đen tối. Đó là tìm cách dò la, tìm sơ hở của gia đình ông Thường để đột nhập, trộm cắp tài sản. Do có thời gian ở nhà ông Thường, nghĩ rằng nhà ông Thường giàu, có nhiều tài sản nên nhân đã nảy sinh ý định trộm cắp. Sáng 24 tháng 10 năm 2016, sau khi chạy xe máy được ông Thường cho mượn xuống nhà ông để trả xe, nhân tranh thủ lượn đi lượn lại vài vòng theo dõi gia chủ. Từ gia đình ông Thường không có người ở nhà, đến khoảng 13 giờ 40 phút cùng ngày, nhân đã đột nhập vào bên trong để trộm cắp tài sản. Nhưng sau khi lục lọi được một lúc thì hắn bị cháu Toàn, con trai ông Thường đang học lớp 12 phát hiện. Thế vậy nhân đã dùng thanh sắt đánh nhiều nhát vào đầu và người cháu Toàn, khiến cháu gục xuống tại chỗ. Rồi nhân lấy dây thường trói lại cho chắc ăn. Sau đó nhân tiếp tục lục tìm tài sản thì bị bà Phạm Thúy Nga vợ ông Thường phát hiện. Không để bà này kịp kêu cứu, nhân lại tiếp tục dùng gậy sắt đánh liên tiếp vào người, khiến bà Nga cũng tử vong tại chỗ. Gây án xong, nhân trộm chiếc điện thoại Oppo, hai chiếc nhẫn vàng cùng nhiều đồ dùng tư trang khác của bà Nga và lấy chiếc xe máy hiệu Sirius của cháu Toàn để tẩu thoát. Trên đường trốn chạy, nhân đã vứt hung khí ở bên đường cách hiện trường vụ án khoảng 500m rồi chạy xe thẳng về thành phố Hồ Chí Minh. Theo một điều tra viên, toan tính trộm cắp của hung thủ này hoàn toàn không phải là bột phát mà đã được hắn lên kế hoạch từ trước rất kỹ càng. Để tạo chứng cứ ngoại phạm, trước đó ngay trong tối 23 tháng 10 năm 2016, trong lúc được vợ chồng, ông Thường mời ăn cơm cảm ơn trước khi hoàn tất công việc trồng cỏ. Nhân đã nhiều lần cố ý đánh tiếng với gia chủ rằng ngày hôm sau, 24 tháng 10 năm 2016, hắn sẽ đi Bình Định có công việc. Và thực tế, sau khi sát hại vợ và con trai ông Thường, cướp tài sản chạy về thành phố Hồ Chí Minh, là Nhân cũng bắt xe đi Bình Định ngay. Hồng tạo chứng cứ ngoại phạm. Tuy nhiên, khi ra đến Bình Định thời gian ngắn, Nhân lại bắt xe quay về thành phố Hồ Chí Minh nghe ngóng tình hình. Điều đáng nói khi bị cơ quan công an bắt giữ, nhân vẫn còn giữ toàn bộ tài sản cướp được của gia đình ông Thường. Đặc biệt, công an còn phát hiện tại chỗ ở của đối tượng này có dấu 19 viên đạn súng quân dụng cùng một số hung khí khác như dùi cui và dao găm. Nhưng có lẽ nhiều nhất vẫn là các vụ án xảy ra khi đối tượng gây án là các ô lợi dụng là người giúp việc trong gia đình để trộm cắp tài sản của gia chủ. Một trong những vụ ô xin gây án với thủ đoạn rất tinh vi được công an quận Nam Từ Liêm bóc gỡ cách đây chưa lâu, đó là vụ trộm xảy ra tại gia đình chị Trần Thị Thúy Ngờ ở Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm. À ô xin giúp việc Nguyễn Thị Hiền, 37 tuổi, hộ khẩu thường trú tại Quỳnh Tân, Quỳnh Lưu, Nghệ An đã dàn cảnh giả vụ trộm để trộm cắp tiền vàng của nữ chủ nhân. Theo lời khai của ả giúp việc này, khi nhìn thấy chị Nga để số tiền mặt lớn gồm 18 triệu đồng tiền Việt, 400 đô la Mỹ cùng chiếc dây chuyền ba chỉ trong chiếc túi sách tay trên mặt bàn trang điểm, không cho vào két sắt khóa trước khi đi ngủ. Đợi nữ chủ nhân đã say giấc, Hiền lẻn vào phòng ngủ chủ nhân lấy toàn bộ số tài sản trên, còn chiếc túi cùng toàn bộ giấy tờ tùy thân của chị Nga được ảm lên mở cửa tum, vứt ra sân thượng dàn cảnh như một vụ trộm đột nhập cao tay hơn nữa để đánh lạc hướng nữ chủ nhà cũng như cơ quan điều tra, Hiền cũng vứt chiếc túi sách cùng một số dụng cụ cá nhân của mình lên sân thượng. Hồng giả vờ mình cũng là nạn nhân của vụ trộm, rồi ung dung về giường ngủ tiếp vờ như không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, chị Nga tỉnh dậy lên tầng tum nơi đặt phòng thờ để thắp hương trước khi đi làm thì phát hiện cửa tum ra sân thượng bị mở toang. Trên mặt sân thượng có hai chiếc túi sách, trong đó có một chiếc túi là của người giúp việc Nguyễn Thị Hiền, chiếc còn lại là túi của mình. Tuy nhiên toàn bộ số tiền vàng trong túi đã biến mất chỉ còn giấy tờ tùy thân bị vứt tứ tung thấy chị nga hô hoán mất trộm hiền mới giả vờ thức dậy rồi cùng chủ nhân đến công an phường sở tại cùng trình báo vụ việc tuy nhiên vò quýt dây có móng tay nhọn kịch bản giả vụ trộm mà ả à tạo dựng tưởng chứng như hoàn hảo đã bị các trinh sát đội cảnh sát hình sự công an quận nam từ liêm nhanh chóng lật tẩy làm rõ ả à chính là thủ phạm vụ trộm nói trên toàn bộ số tài sản trộm cắp được của chủ nhân ả à đưa gã nhân tình gửi về quê cũng đã nhanh chóng được thu hồi trao trả cho gia đình bị hại theo luật sư triệu dũng văn phòng luật sư triệu dũng và cộng sự cùng với cuộc sống hiện đại nhu cầu sử dụng nhân viên dịch vụ là tất yếu trước khi sử dụng dịch vụ cũng như mời các nhân viên này về nhà lắp đặt các dịch vụ tiện ích trong nhà gia chủ cần tìm hiểu kỹ về công ty và các dịch vụ được cung cấp cũng như nhân viên được công ty đó cử đến lắp đặt nếu cần thiết cần phải yêu cầu công ty dịch vụ có cam kết giới thiệu bảo lãnh của công ty dịch vụ đối với nhân thân của nhân viên mình mặt khác để tránh bị những gã nhân viên dịch vụ có tâm địa xấu lợi dụng gây án cốt lõi của việc phòng ngừa vẫn là tinh thần cảnh giác của các gia chủ mỗi gia chủ cần tăng cường việc quản lý giám sát đối với hoạt động của các thợ dịch vụ này đồng thời bảo quản kỹ tài sản không nên để các tài sản có giá trị hớ hênh tạo lòng tham và cơ hội để kẻ xấu gây án vừa mất của vừa thiệt mạng như một số vụ án đã nêu trên